Miền bàn kéo mưa tỏ xuyên hâm, lo công bùn lọ tống cháu, cha thêm xeo xình bùn lọ tống dâm của nhân thôn. Về giờ tiểu tu cha phu tỏ cháu tàu. Vậy nãy giờ tiểu lớp sĩ quan trọng liệu phát triển kinh tế xã hội. Liệu cháu thuốc ăn mục tiêu khỏi, có ngành, có năng tập bùn dâm nhiều lộm xanh, nhằm hiệu trình, miền bàn tỏ cháu con. Mài vai trò quan trọng liệu phát triển kinh tế nông nghiệp, xây liệm, xuân xía, coi viền. Chọn kéo tu trung ương mài có chính sách bóng thánh, sang nhà bình, khỏi xuân xăm cơ chế chính sách hồ, can chiên bằng thể xây liệm giai cấp, nông dân, vận tài chính trị tư tưởng, hưu tụ có quy trình, công nghệ sản xuất, ló tóng mài có nhũng hàng hóa, hưu tụ pháp luật nhê tổ lời, dấu công sĩ công nghiệp hóa hiện đại hóa, nông nghiệp kéo nông thôn. Tỏ phù thị sinh kéo phù thị lượng, chiêm láng nậm khẩm tân bác xía qua miền quyền, xe có làn cầu miền, chiêm khu công nghiệp, dù đốt công, táo xuống tập bùng, vời bành vơn cô biết chụp chua bút xuân. Đốt công giặt tổng thang máy mải siêu pìa, xe tỏ bua khúng mải công chẳng hoi, hoa chấu, hoi máy mải công chấu. Siêu pìa giả máy bành tỉnh, xe xe kênh giặt trụ bằng khâu. Tàu chiết lá trang quía, tụ tham xuất pìa lớp, giáo công chống đắt đìa, vời qua miền quyền kho giáo, yêu tỏ hay lá xì quyền hơi. Về quý kỳ hình của bà công, hai mày công chấu chiêm có năm hợp tác xã. Em biết được là nhờ thôn bản xã giới thiệu em thì em đăng ký là... Lái tụ lang chôn, chùn búa, chiêm mình hụ công, kêu chấu, xe dịp pỉnh, mày siêu pịa, dịp pỉnh, trang tụ, văn hóa lống ruổi. Các ban ngành đã giúp cho bọn em để học lát xì khẩu trình các ban ngành, hạp pun như bùa, mình hụ công. Y cao dịp pin mà công chấu, dịp pin trang tụ đảng hoa như lụt chẳng công. Ói ló tụ công chấu với đảng tự nhiên ở trục bong thánh bộ miền màn có tiểu chiếm lồng chân tàu khang, lại xe chẳng công. Nhân lại có cấp ngành liên quan hạt choảng dấu triệt kéo có nội tập bùng dâm xanh, triển khai hết công sĩ giáo công, liều thánh bộ miền màn càn mình pháo. Bằng phía miền màn như hiếu ói, có nhổng chẳng công hạt tụ kênh khoa giáo, chạm lớp hụ hạt tụ bền chiều chiêm có nằm láng chun. Quy kế hình hụ bạ, miền can hụ nam tu sầu sàng chợ ấy chấu liều phù bố pun công chấu nhận chấu hộp trên liệp bà tròi không phải đi xa để học thì cô giáo đến tận nơi giảng giải rất là nhiệt tình ạ. Mai chủ mình cu hụ phiền sen tài tháo tóng giáo có tiều mấy cảnh hưu nải vết tụ phiền sen nổi phản giáo búa thông quy lớp hụ như bùa hải chấu tụ mẩu con hạt choáng lình bèo xây dựng được một số mô hình gieo cấy cây lúa. Trong năm vừa rồi chúng tôi cũng đã phối hợp với trạm khuyến nông huyện là thực hiện 3 lớp tập huấn. Như bùa hạ chuẩn kéo khuyến nông xía, kho tụ bùa lớp tập huấn tài chủ tỏ xanh, dấu kèn choáng. Đằng thóng tụ các nhàn buôn với tỏ riêng cho tỏi hụ tụ buồn sầu giảng chính, hưu chấu, dầu trắng hăng lồng lống nhàn buôn ca tài. Hua ông Hầu Văn Bình, dâm láng thanh long thanh vân xía qua miền quyền, tụ bong thánh nhàn chìn mai tổng buôn, tại úi chiếu các nhàn buôn chương trình mục tiêu quốc gia tại giảm trồm. Cha tình ông Bình xỉ hua béo á làm trồm, tốt bong xỉa chiếu lệnh, liều mai tùng quân úy. Lái mải quốc cha như nhàn buôn bong thánh, cháu cha tình xuất thêm. Ông Bình như cha tình, hạ úy tụ quản tùng chia pháo tháo diệp tàu. Lái mải úy tàu xanh, ông như cha tình, hạ mải siêu biệt bảnh tỉnh, cháu anh cha úy kháng, húng tháo úy thêm và ngùng. Nói chung là trước thì cũng chưa được hỗ trợ thì là cũng chỉ... Đảng vừa mấy cảnh tốt bong thánh với cha tình, khúng choáng lình bèo, choáng của mẹ. Lát xịt khẩu trình quốc gia bong thính, xe ý cao như cha tỉnh hạ úi tốt quản tung. Cha tỉnh hạ xuất cha cầu úi nơi quản tung, tháo nhẳng tuôi tốt mải, vết mải thêm nhàn chìn, liều cha úi kháng chăm pháo. Thêm một ít kinh phí, để mua thêm tăng thêm đàn. Ý cao quan bá quyền, mải hưng dập bồn bẹ miền tinh xe hốt bé trộm, hua áo làm trộm, xanh tháo dùm nhẹ bồn bẹ. Phát liền quyền mà dự xin phối bẹ hốt bé trộm, áo làm trộm, chấm trụ dấu sỏ bé dâm. Cấp ủy chính quyền tập bung kéo miền mặn hạ cấp choảng có chương trình dự án chẳng chính trẻ với cô cha nhơi bun tóng miền chủ phính châm cháu là hang tời liều chi liệu các năm mẫu con dấu nhà dấu hợp lống họ bơi kéo chẳng nói tập bung y cho lệnh nghị dự miệng háng quan báo quyền hạ tập bun pet dầm hâm lệnh tỷ nhàn chẳng chương trình giảm trùm hạ phai tụ phạt sập phới tỷ nhàn y cho lệnh nghị dự phạm háng quyền tụ quốc cha phai bun nhập pet sẽ sập phạm tỷ nhàn hạ phai mình y tỷ nhàn chứ nhận lại quyền hạ lồng liều đầu tư dấu sỏ biên năm công trình treo giảng diện năm công trình giáo sâu diện năm công trình banh vòm diện năm công trình vòm chuốn hạ triển khai tụ dập với năm mổ con giảm trộm chiêm láng xun phong thánh công dấu cảnh tróng út tàu sen phong thánh giáo công tóng khâu nàn tụ xỉa lớp giáo công chọn kéo trung tâm dịch vụ việc làm sen kéo có năm công ty doanh nghiệp tòa tàu các xí thị trấn bền chuồn phiến tài dấu công chiêm nhựa cua bơm màn.
Bước đầu là họp thôn để cho bà con đăng ký. Tào Khang xe khoi buổi làng buôn mềm mặn đăng ký chủ y tùng quy kỳ hình hà tụ tổng ấy vệ ban của lời làng én chẳng kêu có ban ngành mình tháo có hua mảng cá công dấu xe kênh hăng hái tại nhất xe mảng cá dấu tụ gu làn đục vấn tỏ xanh lố mái kèn lưu bả chính pha nhàn buôn mềm mặn mai tỏ xanh buôn xuống chủ úy năm con trở lên để bổ sung vào thì đủ thì mới được giải ngân. Bắt đầu có chủ trương thì cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập ban mà chủ trương với cấp ủy chính quyền xía Hà Liệu quê bàn thổ tàu bên triển khai dấu lưu bản niêm yết chính trệ tháo có lầm làng kéo lầm dòi miền mặn nát tụ đăng ký triển khai dấu thạo y cao xía hạ phát giáng nhận buôn chương trình dự án chuỗi tùng buôn nhập bẹ chờ hua phải chấm hua chuỗi vàng ngùng xía chính hao ánh triển khai buôn có lầm làng đăng ký sang trên quy trà như đầu tư liệu buôn miền mặn tu xỉu nơi chương trình để nhân dân được tiếp cận chương trình này. Nhàn buôn xị tiểu mài buồn lát xỉ quan trống liều bền công chấu nhàn dấu hốp cho thêm siêu bịa buôn mềm mản kiêm có năm tập bùng nhầm mảng xỉ pha nhàn buôn có khuôn nồng thôn miền chấu nhàn dấu hốp mái mải hàng húa xê lát xỉ lồng chân chấu ban thường vụ hội nồng thôn miền xanh hà thôn bịa tham tiểu chợ ấy hang ta chợ ấy chẳng kéo nhàn hòng nông nghiệp phát triển lang thôn nhàn hòng chính trị xã hội xanh pha nhàn buôn pong thính nồng thôn miền chấu nhàn dấu hốp mái mải hàng húa kéo bền công chấu chẳng kéo lại xe trang chân nhàn buôn giảng quỹ phong thánh nồng thôn miền kiêm trung ương hội nhàn buôn sen quyền kéo nhàn quỹ phong thánh buôn nồng thôn miền liều đầu tư buôn nồng thôn miền chế liệu có năm mổ con dự án chống nhàn chống hôm liều ánh chẳng kéo có ngành nông nghiệp bền khơi họ tập huấn giáo búa khoa học kỹ thuật tại dấu cảnh choáng úi thảo sen màu con dấu cảnh choáng rỉnh diếu can tiêu chuẩn Việt Gáp màu con diểu can khoa học kỹ thuật công nghệ biện dấu thông qua nguồn vốn vay của hội nông dân ấy, thì chúng tôi được tiếp cận thông qua nhàn buôn pun ca diêm hội nông thôn miền gia hạt tu xỉu các thêm nhàn buôn tài chế chấu khoai quen thêm một con giang lại cho thêm siêu bịa pun cha tình thêm nhiều cái cơ sở nguồn quỹ chạy nông dân từ nguồn quỹ tỉnh rồi các huyện nhà nếp buồn nhằm buôn ưu đãi với nhàn toàn trụ quyết trang với kéo bẹ nom nhàn hồng dễn xe liều chế liệu có năm mổ con liên kết với các huân nồng chân miền liều chế liệu phát triển có chi tổ hội dấu tràng nhập bình dấu nhàn dấu hộp nhập bình dấu chốt tụ hàng húa tổm choáng húng tháo liệu quy hợp tác xã kéo thang quía tại lòng hoi cũng như là các bậc cao hơn của kinh tế tập thể sau này thiêu buôn lồng miền mạn như cha nhàn chìn lồng dấu thang với y cao công dấu choáng hoa sơn hạt dấu tụ căn khoa học kỹ thuật giáo, tò máy móc bịa dấu chiêm linh đời, tò búa nan búa nuôi xỉ dấu, dấu can nét tiểu trợ ấy miền màn, hơi nhiệm buồn, hơi nan tu sầu giảng, hiêu ruộn dấu can khoa học kỹ thuật giáo, bên chuất tụ tham tiểu trợ ấy, liều chết trị có tiểu khả trụ đảng vưa tài choáng tiểu hoa sơn. Thì chúng tôi cũng muốn là như buồn thăm ói, hụ ruột dấu can cắn pú như tàu búa, liều cho thêm siêu sảnh siêu ruốn, đàng vưa mấy cảnh hưu trợ ấy dấu, xê hát choáng dấu can lụt trợ ấy, siêu mấy tụ siêu sảnh hàng. Không được năng suất mấy. Thì thông qua lớp tập huấn nhận thức của bà con rất là nhiều. Thông qua lớp tập huấn với hạ bầu hàng tài nhiệm hưu bên mềm màn lát xỉ chăm, tài trợ ấy hát choáng cấu phiếu chiên can quy trình tập huấn. Dìa lát xỉ thắn tài miền màn kiêm nai, mảnh hưu hụt ruột dấu. Nhận thức rất là cao. Chủ xuất bầu hang tại chợ dấu cảnh choáng giáo búa khoa học kỹ thuật xỉ giáo búa chợ dấu choáng hoa sơn siêu tụ siêu sinh hàng bà con quyền dễ ánh tàu búa tháo bầu hang chá chìn siêu ruốn kiêm choáng diện dung đào thâu dấu cảnh choáng tại giết xe xỉ giấy nhiêm buôn các kéo xỉ liên kết bởi pia peo peo quốc gia peo khoa học peo nông thôn miền kéo peo doanh nghiệp nâng cao cái năng suất như là nâng cao cái liều bầu hang năng suất chất lượng với quyền chun pịa chiếu căn hùng liên kết choảng chân chấu kéo giấy nhiêm buôn phòng chính hao tỏ tàu dấu choáng hoa sơn nhiêm dấu buôn nhuột thóng tông quấy liều phù vũ buôn hà choáng thóng chun quấy kiêm bà con quyền dầu giang hăng phải quyền khờ lệnh bắc quang cũng như các huyện bạn nhuột sầm hàng nít nai tẩy choáng hoa sơn cháo siêu sảnh siêu ruốn nhiệt tiêu cành choáng tư nhầm mảng xe cành choáng chính kiêm bà con quyền nhây xía giảm diệm sĩ tập huấn giáo búa khoa học kỹ thuật buôn nổ xuân miền và liều chui hên cháo trang tẩy choáng hoa sơn diêm có xía choáng hoa sơn hẻng húng tháo bầu thang năng suất chất lượng cha chìn hàng húa nét tiều và buôn bơ mỏng buộn xì gieo phù cha tỏ khoa học kỹ thuật biện dấu cảnh choáng bền công dấu nhận dấu hộp vân táng buôn mềm mản diêm láng chôn.